Mở đầu phim, chị đẹp phóng viên đưa tin các tù nhân được áp giải ra ngoài. Đã có 47 tên tội phạm của Hàn Quốc đã trốn qua Philippines. Sau khi bị phạm tội ở Hàn Quốc và bị trả về hàng loạt trên các chuyến bay thuê riêng, chúng đang được cảnh sát áp giải ra máy bay. Đột nhiên có một anh chàng đeo kính xông lên, không biết vì lý do gì nhưng nhìn mặt anh vô cùng tức giận, liền kích mình khiến cả sân bay nổ tung, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Sau khi dẫn độ tội phạm từ Manila bị gián đoạn bởi vụ tấn công liều chết tại sân bay, các quan chức quyết định rằng nhóm tội phạm tiếp theo nên được vận chuyển bằng đường biển. Ở lần dẫn độ này, cơ quan cảnh sát quốc gia đã hợp tác với cảng vụ Busan. Tin tức này đang được đăng dần dần trên mạng và được đông đảo dân chúng theo dõi. Đoàn xe hộ tống đã đến, từng tên tội phạm bị xích chân đi xuống, già trẻ lớn bé gái trai đều có đủ. Sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của Jong Ju, một tên tội phạm không sợ trời không sợ đất, nhưng với thái độ láo như con cáo và bất hợp tác của mình, Jong Ju đã bị Seok U đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Những người khác ở hiện trường cũng không ai dám ho he. Sau đó đám tù nhân được áp giải đến một boong tàu. Hành trình di chuyển của chuyến tàu đặc biệt này luôn được đội an ninh biên giới theo dõi 24/24. Theo tôn chỉ, con tàu này từ nay về sau đã thuộc về Hàn Quốc. Dong In căn dặn toàn bộ nhân viên chỉ được rời khỏi ghế của mình vào ban sáng. Frontier Titan đã khởi hành vào 5 giờ chiều theo giờ Philippines. Đám tội phạm được phân chia vào những căn phòng tương ứng với tội danh của mình. Jong Ju thân làm giáo viên nhưng cái nết thì hư hỏng. Hắn đã hãm hiếp và giết hại 13 người đã chạy trốn 300 ngày nay. Do In cũng là một dân làng chơi mặt, lúc nào cũng vinh váo gợi đòn không chịu được. Mieong Ju với tội danh giết người được đưa đến một căn phòng sang xịn mịn hơn hẳn nhưng vẫn bị trói. Quy định ở đây rất kỳ quặc, một ngày ăn 2 lần, tắm 1 lần và không được đánh răng. Seok U xuất hiện răn đe đám tù nhân hãy chú ý thái độ của mình, đừng có cựa quậy lúc ngủ, nếu có ai lẻn trốn thì hình phạt sẽ không chỉ dừng lại ở nhịn đói thôi đâu. Trên tàu mọi thứ đang diễn ra vô cùng thuận lợi, đã đến giờ cơm tối. Các bác sĩ và cảnh sát đích thân chuẩn bị bữa tối cho họ, mỗi người được phát cho một suất cơm. Do In vẫn là giữ thái độ bất cần đời của mình, anh bác sĩ này căn cứ theo bản đồ và mang theo những gì mình đã chuẩn bị đến căn cứ bí mật. Nhưng trái lại với thái độ rụt rè của anh thì một người đàn anh vênh váo như con cáo đưa bác sĩ đến gặp một thi thể. Thi thể này đã thối rữa kèm theo những con giòi bọ. Anh rút ra hai ống thuốc gì đó tiêm cho xác chết. Nhân cơ hội các viên cảnh sát đang không đề phòng, Jong Ju nham hiểm lấy ra một kim loại đã giấu trong miệng để mở còng tay. Chỉ với vài động tác cơ bản, chiếc còng số 8 đã được tháo gỡ. Những tên phạm nhân cấu kết tạo thành một vụ bạo loạn trên tàu. Chỉ trong vài phút, toàn bộ con tàu đã chảy đẫm máu. Chúng chặt đứt đường dây điện. Đội an ninh biên giới vẫn đang theo dõi con tàu từ phía xa, nhưng hiện giờ họ không nhận được bất kỳ thông tin vào từ con tàu đó nữa. Bên này cảnh sát đương nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng. Thoáng chốc cả boong tàu người chết như ngả dạ. Seok U, nữ cảnh sát Da Jeon tay bác sĩ đã nhận thấy điều bất thường trên boong tàu. Đám côn đồ đã được thả ra. Đột nhiên một xác sống xuất hiện đánh bại tất cả. Seok U tay không bắt giặc súng ống tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Kể cả Jong Ju cũng đã nhanh chóng bị hạ gục. Sau trận chiến không cân sức đó, chỉ còn vài người may mắn thoát nạn. Mọi người đều đang tò mò người ban nãy chính là ai. Bác sĩ chính là người biết rõ chuyện này. Bác sĩ dưới sự uy hiếp của Seok U đã đưa họ đến hầm bí mật. Nhưng khi đến đây, xác chết ban nãy được anh tiêm cho đã không cánh mà bay. Hóa ra hung thủ đã gây ra vụ giết người hàng loạt chính là Wang Gyu. Nhìn xác chết đồng nghiệp và cả những tên tội phạm, Seok U lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Trong khi bác sĩ đang xử lý vết thương cho ông già mặc áo hoa quả này thì Da Jeon đã tìm được một manh mối. Thông qua tờ báo họ biết được, xác chết đó tên là Wang Gyu, đã sống từ năm 1911 đến nay. Hắn là kết quả lý tưởng nhất trong cuộc thử nghiệm của Nhật Bản trong việc tạo ra vũ khí con người. Nó vẫn giữ đặc điểm của con người, nó đặc biệt nhạy cảm với âm thanh và mùi máu, có sức mạnh gấp 5 lần người thường. Thời gian quay về năm 1943, Wang Gyu đang được phẫu thuật trong phòng thí nghiệm. Cuộc phẫu thuật tưởng chừng đã rất thành công. Dưới tiếng hò reo của y bác sĩ, đột nhiên Wang Gyu tỉnh dậy. Trong chớp mắt, Wang Gyu giật tung còng chân còng tay, dùng một phần sức lực của mình đánh tan những người có mặt ở hiện trường. Quay về hiện tại, Ju đã trốn vào thang máy nhưng vẫn bị tóm cổ từ trên. Mieong Ju thì đang cố gắng lôi hắn lại. Seok U từ đâu chạy đến, thấy tình hình hỗn loạn dùng súng bắn túi bụi. Nhưng điều đó cũng vô dụng, tiếng súng càng thêm phần thu hút sự chú ý của Wang Gyu. Lúc này Wang Gyu đang ở trong thang máy thì bỗng dưng thang máy gặp sự cố. Wang Gyu liền rơi vào hư vô. Mieong Ju thất thần nhìn người mình yêu chết không nhắm mắt. Đội an ninh biên giới vì không thể cập nhật được tín hiệu của con tàu nữa nên đã trực tiếp đến xem tình hình. Seok U dẫn Mieong Ju chạy đến nhà bếp. Ở đây những thi thể cho Wang Gyu giết hại đang nằm chồng chất lên nhau. Wang Gyu theo mùi máu và chạy đến. Seok U bị hắn văng như văng gấu nhồi bông. Nhưng Seok U cũng không chịu khuất phục. Sau một trận giằng co nảy nửa, Seok U đã cắn đứt tay của Wang Gyu. Mieong Ju chẳng phải người tốt đẹp gì. Dù Mieong Ju thân làm con gái sức lực yếu ớt, chỉ đành giả chết để tránh được sự truy đuổi của Wang Gyu. Mieong Ju đã cầu xin sự giúp đỡ nhưng vẫn bị Dong In nhẫn tâm giết chết. Da Jeon vì để bảo vệ đồng đội cũng đã bị hắn ta giết chết. Lúc này do In chạy đến, anh ta cũng là một cao thủ khét tiếng. Anh là một tên tội phạm đỏ bị Seok U chú ý với nhiều tội danh. Một tay do In hạ gục đội an ninh, Dong In vạch ngực của anh ra thì thấy một ký hiệu được in trên người. Hắn ta dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường. Thì ra trước kia giữa họ cũng đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp. Sau một vụ xả súng giết người hàng loạt, do In đã bị tra tấn dã man. Trên người anh khi đó đã bị cắm rất nhiều máy móc thiết bị, và dấu ấn ở ngực trái cũng được sinh ra từ đây. Cảnh quay đến một làng quê,
trên một xe tải người chết chất đống được đem đến một doanh trại. Trong đám người đó có cả Jo-in. Khi anh đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Jo-in nhớ về quá khứ chính Dong-in đã giết chết mẹ của anh. Lúc này Wang-gyu chỉ còn một cánh tay cũng xuất hiện với sức mạnh của mình. Wang-gyu liên thủ với Jo-in chẳng mấy chốc hắn đã hạ gục đám người của đội an ninh. Sau đó một màn giao đấu giữa lãnh đạo bộ tư lệnh chỉ huy và Wang-gyu. Không biết do Dong-in mạnh hay do Wang-gyu yếu, Wang-gyu lần này đã bị hạ gục dưới tay của hắn ta. Bác sĩ và ông già định bỏ trốn nhờ chiếc máy bay trực thăng của đội an ninh nhưng cũng không may bỏ mạng. Lúc này chỉ còn lại mình Jo-in chiến đấu đến cùng. Dong-in mang theo dao găm đến tìm Jo-in. Trong màn mưa hai người đánh qua đánh lại chẳng mẹ nào chịu thua mẹ nào. Nhưng do vấp phải dây thừng Jo-in đã ngã ra và bị Dong-in áp đảo. Sau một hồi gắng gượng cuối cùng vẫn là bị Jo-in rạch một đường vào khuôn mặt. Do quá căm phẫn ân oán cũ Jo-in vực dậy chiến đấu. Đúng là 30 chưa phải là Tết Dong-in đã bị hạ dưới tay của Jo-in. Cảnh quay chuyển đến một nhà giam, anh chàng mặc đồ tây này đưa một đoàn người đến gặp Jo-in lúc nhỏ. Dong-in đang xem tài liệu, hắn lật sở từng trang bên trong là một đội quân. Ai nấy đều có dấu ấn ở ngực trái. Rốt cuộc đây là ký hiệu gì? Ngày nhỏ ánh mắt của Jo-in đã có ánh xanh, liệu đây là hiện tượng gì chứ? Bên bờ Thái Bình Dương, Jo-in từ từ bơi vào bờ. Sau đêm hôm đó tưởng chừng như anh đã chết nhưng hiện giờ vẫn còn sống sờ sờ. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.